Năm 2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Sông Công đã thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị, bám sát chương trình kế hoạch công tác trong năm và tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban đại diện Hội đồng Quản trị cấp trên, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố giao, góp phần vào công cuộc thực hiện nhiệm vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả, nguồn vốn thực hiện đạt gần 241 tỷ đồng, tăng trên 35 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 17,09%. Doanh số cho vay năm 2023 đạt trên 79 tỷ đồng, tăng gần 1,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, với trên 1.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong đó, doanh số cho vay tập trung vào một số chương trình, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội. Doanh số thu nợ năm 2023 là trên 44,3 tỷ đồng, giảm trên 7,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 240,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,95%, tăng trên 35 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2022, tốc độ tăng trưởng đạt 17,07%. Công tác thực hiện nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, doanh số cho vay đạt gần 54 tỷ 300 triệu đồng. Trong năm 2023, các tổ chức hội nhận ủy thác đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của năm, phối hợp có hiệu quả với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, chủ động xây dựng chương trình công tác, tham gia giao ban, phối hợp triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, quản lý, hướng dẫn, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo bình xét cho vay, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, tích cực phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Kết quả, tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội đoàn thể là gần 240 tỷ đồng, chiếm 99,7% trên tổng dư nợ, với 3.587 hộ vay và 144 tổ tiết kiệm và vay vốn. So với đầu năm, dư nợ ủy thác tăng trên 35 tỷ 180 triệu đồng. Cũng trong năm 2023, Phòng Giao dịch thường xuyên quan tâm củng cố nâng cao chất lượng của tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định. Chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng ổn định, phát huy hiệu quả. Kết quả, có 139 trên 144 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 96,53%. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách tỉnh cũng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Sông Công trong năm qua. Nhân dịp này, tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm 2023 cũng được tuyên dương khen thưởng.